Dữ ta, bữa nay biết lỗi nước ngược luôn cái kìa, dữ chưa? Lôi cho bà lại. Dạ. Gì? 10.000. Lỗi vô đi. Lỗi ngược hướng rồi. Nó chuyến này nó lội ra đó, trời tới cầu chứ. Nó lội vô bà lại rồi. Sao mà nó hở ra nó lặn lả bệnh lỗ mũi nó chi vậy? Ta lặn ta nín thở đi, bà bệnh lỗ mũi chi vậy ta ơi? Lội xích lên trên đó đi rồi lội xuống đi về. Nước chảy mạnh rồi đó, nước chảy mạnh quá ta. Trời. Trời đất ơi, gai đâm này lỗi vậy? Trời ơi, trời con nó la kìa. Làm gì?